Bú cháo thơm mát trên phao thốt, mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ PM tối. Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con từ mẫn, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya giá Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt bài 104. Kinh Samagama Sutta tiếp theo 1018 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng dạy. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy nhé. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, con xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc lễ bái Tam Bảo. Dạ, xin cảm ơn quý sister. Bài 104 kinh Samagama Sutta tiếp theo 1018 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải hôm nay. Dạ, con xin cúi đầu đảnh lễ ngài Thượng Tọa Tề Siêu, ngài Thượng Tọa Giác Đẳng. Con kính cung thỉnh ngài từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay cho chúng con ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ chư thịnh văn đệ tử Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học phần đoạn cuối cùng của cái bài kinh Samagama. Ở trong bài kinh này, thoạt đầu thì Đức Phật ngài dạy chúng tỳ kheo nên sống có sự hòa hợp về pháp, về luật, không nên có cái sự tranh cãi, gây gổ với nhau,
Và nếu có những cái sự tranh cãi đó thì phải dùng đến bảy cái pháp diệt tranh. Không phải Đức Phật Ngài chỉ đề cập đến tới cái sự giải quyết các cái tranh chấp, mà Đức Phật còn dạy vì sáu pháp tạo nên cái sự thân thiện hòa ái trong sinh hoạt hàng ngày giữa những tỳ kheo. Hôm nay trong phân đoạn chót chúng ta học về sáu pháp hòa kính. Sáu pháp này thường gọi là pháp luật hòa, và với giới tăng ni Phật tử trong Phật giáo Việt Nam thì ai cũng biết được cái pháp luật hòa. Nhưng mà ở đây giữa cái pháp hòa kính, sáu cái pháp hòa kính với pháp luật hòa mà mọi người thường biết đến, nó có cái điểm gì sai khác, khác biệt nhau, và có sự thực hành như thế nào thì các vị sẽ nghe Thượng Tân giảng giải. Ở đây chúng ta cũng cần phải biết rằng cái trú của thân diệt từ nó không phải giống như cái câu mà thân hòa đồng trụ của pháp luật hòa của Phật truyền. Trú khẩu nghiệp từ nó không giống như là khẩu hòa vô tranh. Trú với ý nghiệp từ không có giống như là ý hòa đồng duyệt bên bất truyền. Lợi hòa đồng quân thì ở đây nó cũng tương đương với cái điều, cái pháp hòa kính mà cộng hưởng lợi lộc. Nhưng mà thành tựu giới của bậc thánh không giống như câu mà giới hòa đồng tu của bên bất truyền. Và thành tựu cái tri kiến tương ứng với pháp của bậc thánh trong cái điển Bali nó không giống như cái câu mà nó kiến hòa đồng giải. Cần phải lưu ý đến chỗ đó. Thì bài học này mặc dù cái phân đoạn này mặc dù ngắn, chỉ có sáu pháp thôi, nhưng mà nếu giảng giải ra thì thú vị lắm thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta hãy nghe đọc chánh văn của cái phân đoạn bài kinh này, và sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay, thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá. Con xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân Ngài Thượng Tọa Tệ Siêu. Và sau đây con tiếp tục đọc bài 104 Kinh Samma Gamma Sutta tiếp theo 1018. Sáu pháp hòa kính. Không phải chỉ đề cập với sự giải quyết các tranh chấp, Đức Phật còn dạy về sáu pháp tạo nên sự thân thiện, hòa ái trong sinh hoạt hàng ngày giữa những tỳ kheo. Sáu pháp này thường được gọi là lục hòa, trở nên phổ thông đặc biệt trong Phật giáo Việt Nam. Mặc dù sự ứng dụng không ứng dụng được như lợi hòa, giới hòa và ký hòa. Này Ananda,
có sáu khả niệm pháp này, tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. Thế là nào là sáu? Ở đây này Ananda, tỳ kheo an trú từ thân nghiệp đối với các vị đồng phạm hạnh, chỗ đông người và chỗ vắng người. Khả niệm pháp này tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. Và lại nữa này Ananda, tỳ kheo an trú từ khẩu nghiệp đối với các vị đồng phạm hạnh, chỗ đông người và chỗ vắng người. Khả niệm pháp này tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. Và lại nữa này Ananda, tỳ kheo an trú từ ý nghiệp đối với các vị đồng phạm hạnh, chỗ đông người và chỗ vắng người. Khả niệm pháp này tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. Và lại nữa này Ananda, với mọi sở đắc như pháp, mọi lợi dưỡng đúng pháp, cho đến những thọ lãnh trong bình bát, tỳ kheo và là vị san sẻ các lợi dưỡng như vậy, là vị thọ hưởng chúng cùng với các vị đồng phạm hạnh có giới đức. Khả niệm pháp này cũng tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. Và lại nữa này Ananda, đối với mọi giới lực nào không sức mẻ, không tỳ, không vết, không ô uế, giải thoát được người trí tán thán, không chấp thủ, đưa đến thiền định. Tỳ kheo sống thành tựu những giới luật như vậy cùng với các vị đồng phạm hạnh giữa chỗ đông người và tại chỗ vắng người. Khả niệm pháp này cũng tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. Và lại nữa này Ananda, đối với mọi chi kiến thánh thiện đưa đến xuất ly, đến dẫn đến sự chân chánh, đoạn diệt khổ đau cho những ai thực hành theo, tỳ kheo sống thành tựu những tri kiến như vậy cùng với các vị đồng phạm hạnh trước chỗ đông người và tại chỗ vắng người. Khả niệm pháp này cũng tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa đồng, đồng nhất. Này Ananda, sáu pháp khả niệm này tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa đồng, đồng nhất. Này Ananda, nếu ông thọ trì và thực hành sáu pháp khả niệm này, thời này Ananda, ông thấy có những cách nói nào hoặc tế hoặc thô khiến ông không có thể kham nhận? Thưa không bạch Thế Tôn, do vậy này Ananda, hãy thọ trì và thực hành sáu pháp khả niệm này, như vậy sẽ đưa đến cho ông an lạc và hạnh phúc lâu dài. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn. Nam mô Bụt Tha Giá, và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, con cung thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Dhamma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tòa Tề Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Minh Hạnh, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Để tiếp theo của cái bài học của ngày hôm qua, tức là nói kinh Sama. Hôm nay cái phần đoạn cuối đó, thì chúng ta học đến sáu pháp hòa kính hay là lục hòa. Thì như là Thượng Tọa Tề Siêu đã dẫn nhập khi đầu là cái sáu pháp này nó không giống như hẳn hoàn toàn như là ở kinh của Phật giáo Bắc truyền. Thì trong cái sáu pháp này đó, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng
khi mà nói đến một cái tổ chức hay là một cộng một đoàn thể nào đó thì có những cái sự gắn bó với nhau, và trong những cái sự gắn bó đó đó thì nó có những cái phương pháp hay là những cái nguyên tắc giúp cho những cái thành viên hay là những người ở trong một cái tổ chức đó hay hoặc là trong một nhóm người nào đó phải tuân thủ và làm theo như vậy, thì nó có thể tạo nên một cái sự hòa kính, hay tạo nên cái sự gắn bó, hay là tạo nên một cái sự sức mạnh gắn bó lâu dài ở trong một cái đoàn thể đó như vậy. Thì trong Phật giáo đó, chúng ta thường thường Phật giáo Việt Nam, khi mà mình nghe đến các thầy hoặc là các thầy hoặc quý sư cô của Phật giáo Bắc truyền nói đến sáu pháp luật hòa rất là nhiều, sáu pháp luật hòa rất là nhiều, thì ở đây có một điều là chúng ta thấy là khi mà nói đến cái pháp luật hòa là một trong những cái pháp mà giúp cho các cái bậc xuất gia nói riêng và những người cộng hưởng nói chung ấy, thì ở đây đặc biệt là nói đến các cái bậc xuất gia, như là Đức Phật ngài nói rằng một người đó, Đức Phật ngài dạy ở đây đó là khi mà ngài dạy ở đây đó là ngài A Nan có sáu cái pháp khả kính tác dụng, tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến thành tựu không tranh luận, hòa hợp đồng nhất. Thế nào là sáu? Ở đây này A Nan, tỳ kheo, giới an trú tâm, giới an trú từ thân nghiệp đối với các đồng phạm hạnh, chỗ đông người cũng như là chỗ vắng người, khả niệm, tác thành khả ái, tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp và đồng nhất. Thì chúng ta thấy ở đây đó là khi mà mình sống ở trong một cái đoàn thể, đặc biệt là đoàn thể của các xuất gia đó, cho nên là các vị bậc xuất gia mà gọi với nhau đó, thì vị tỳ kheo này gọi chung vị tỳ kheo kia, gọi tỳ kheo kia đó là bạn đồng phạm hạnh. Có nghĩa là một vị đó có cái giới hạnh, vị đó có một cái đường hướng tu tập giới, định và tuệ. Cho nên là những người cùng sống chung như vậy đó, đều gọi là những người thực hành theo giới, định và tuệ, tức là thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì được gọi là bạn đồng phạm hạnh. Thí dụ như các vị tỳ kheo thì sống thì giới luật cùng chung với nhau. Những vị này thì tỳ kheo này như vậy thì vị kia cũng phải như vậy, chứ không có nói là vị tỳ kheo này khác, vị tỳ kheo kia khác được, mà là phải sống cùng chung những cái phận sự của một cái vị xuất gia, con vị xuất gia. Cho nên khi mà mình sống chung với nhau á, không phải là chỉ có những cái hình thức, mà chúng ta phải nói rằng là chúng ta bằng giới cái thân nghiệp từ của mình. Thân nghiệp từ ở đây đó, chúng ta thấy rằng cái việc mà một vị mà nhỏ hạ đảnh lễ một cái vị lớn hạ, thì cái đó cũng là một thể hiện cái thân nghiệp từ của mình. Rồi một cái vị mà thí dụ như chúng ta thấy rằng một vị mà phục vụ hay là lo cho những cái gì cho chư tăng để phục vụ một cái chung đó, thì cái đó cũng được gọi là cái thân nghiệp từ. Khi mà nói đến cái thân nghiệp từ ở đây đó, là không phải ở đây có nói là không phải là ở chỗ trước mặt hay là ở chỗ sau lưng, không phải là chỉ có bằng mặt mà không bằng lòng, không phải, mà ở đây đó là hết sức là cái thân của mình đó, là luôn luôn có một cái sự giống như là mình nói là một cái sự nhã nhặn, rồi một cái sự dễ dãi, hay là một cái sự cung kính, và một cái việc mà chúng ta hết lòng tôn kính đối với các hình ảnh chư tăng.
Thì chúng ta thấy rằng nếu một người mà lấy cái hình ảnh của chư tăng, lấy cái đại thể đó, đại thể tức là hình ảnh của chư tăng, từ cái hình ảnh của chư tăng đó thì một vị tỳ kheo cao hạ đó, vị tỳ kheo lớn hạ đó, xem như là cái chỗ nương tựa của một cái vị đó. Và vị tỳ kheo lớn hạ đó cũng phải là làm một cái chỗ nương cho những cái vị hậu tấn hay là những vị nhỏ hạ hơn. Như vậy thì khi mà thân mình ở chung, chúng ta thấy rằng cái hình thái mà ngày xưa chúng ta thấy chư tăng là sống dân du đây đó, tức rài đây may đó đời sống. Còn ngày nay thì nó có những cái điều khác biệt theo tùy theo cái hoàn cảnh ở địa phương, thì hoàn cảnh của mỗi quốc gia, rồi thì hoàn cảnh của mỗi nơi nó khác nhau. Cho nên là chư tăng ở, có thể là ở phần lớn là chư tăng ở các cái tự viện, ở nơi những cái thiền viện, ở nơi những cái chùa, thì chư tăng có những sự cộng trú với nhau, và khi cộng trú đó thì chúng tôi thấy rằng ở trong chùa đó thì có một điều đó là những cái lúc mà chúng ta sinh hoạt riêng thì sinh hoạt riêng, nhưng mà có những cái lúc mà cần phải sinh hoạt chung, ví dụ như là tụng kinh, rồi những cái lúc mà dùng cơm thọ thực, rồi những cái lúc mà ngày lễ như chư tăng hàng tháng là có những cái ngày Bố Tát, tức là những ngày sám hối với nhau, mỗi nửa tháng như vậy là chư tăng có cái ngày sám hối với nhau. Thì những cái việc đó đó là cần phải có những cái sự cùng chung nhau để mà làm, để mà thực hành những cái phận sự của một cái vị tỳ kheo. Và như vậy đó thì khi mà mình biết gắn bó và biết thực hành những cái phận sự của một vị tỳ kheo, đây gọi là thân nghiệp, mình có cái thân nghiệp từ. Dù là cái vị đó như thế nào, chúng ta biết rằng ở trong một cái bài kinh Trung Bộ có một cái bài kinh mà gọi là kinh Tâm Quang Vu đó, Tâm Quang Vu, thì có một cái chi pháp đó thì gọi là bất mãn đồng phạm hạnh. Thì đó là một trong những cái gọi là tâm quang vu của một người. Cho nên cuộc đời đó thì chúng ta thấy rằng đối với người phàm phu thì chúng ta có lúc vui, có lúc buồn, có lúc như thế này thế nọ, nhưng lúc nào á chúng ta cũng phải luôn luôn nghĩ đến cái đại thể, nghĩ đến cái tăng chúng, nghĩ đến cái đoàn thể của tăng chúng. Và khi mà dù là một cái vị tỳ kheo đó là tân tỳ kheo hay là trung tỳ kheo hay là trưởng lão tỳ kheo đó, thì luôn luôn đối với những cái vị đó có cái thân nghiệp tự hòa, tức là chúng ta luôn luôn cư xử một cách nhẹ nhàng, và chúng ta luôn luôn có cái pháp cung kính và tôn trọng. Cho nên nói cung kính và tôn trọng ở đây đó không phải chỉ có lời nói, mà nó hiện qua cái cử chỉ, cái hành vi của một người, chứ không phải là chỉ có cái lời nói con xin cung kính như vậy không, mà trong lòng của mình thì mình không có thật sự là tôn kính, hay hoặc là mình không có kính trọng, mà mình chỉ nói cái lời ở bên ngoài thôi, thì ở đây nó cũng chưa phải. Do vậy đó thì cái thân nghiệp từ hòa ở đây đó thì phải nói là dù ở trước mặt, trước cái vị tỳ kheo đó hay là trước bất cứ một cái vị tỳ kheo nào, mà mình biết tôn kính vị đó, và sau lưng thì mình luôn luôn hình ảnh. Bởi vì chúng tôi thấy rằng có khi mình cái gì mình có lúc cái tâm của mình nó cũng chao đảo, nhưng mà mình nghĩ đến cái đại thể, nghĩ đến cái hình ảnh của tăng chúng. Bởi hình ảnh của tăng chúng là hình ảnh của một cái vị mà gọi là hình ảnh cao cả, thanh tịnh, dù là phàm hay là thánh. Mà mình đặt cái việc mà phàm hay thánh á, thì chư tăng là một cái hình ảnh mà mình thấy đẹp, hình ảnh mà thấy đẹp, hình ảnh hiền thiện, hình ảnh gợi lên một cái tâm thiện của một người. Và do đó thì mình luôn luôn đặt cái sự đại thể ở trong đó, tức là hình ảnh của tăng chúng. Khi mà mình sống ở đâu cũng vậy. Chúng tôi thấy rằng là giống như là chúng tôi nhớ là ngày xưa mà thời Đức Phật á, dù là chư tăng mà sống có am cốc đây đó, ở rừng núi xa xôi, nhưng mà tới cái ngày mà chư tăng mà sám hối với nhau thì chư tăng cũng vân tập đến để mà gặp với nhau. Chúng tôi nhớ có một lần đi qua bên Trường Tiền Ba Âu, ở đó một tuần, cái ngày Bố Tát thì các chư tăng ở trên cái ốc cốc am ở trên núi,
Dạ. Cốc am ở trên núi, các vị đó cũng vân tập về, mà nhìn đi nhìn lại đó là tổng kết thống kê lại độ khoảng gần 500 vị, gần 500 vị trong cái trường Thiền Ba Ao, và trong ban tổ chức họ sắp xếp là tùy theo lớn hạ nhỏ hạ để sắp xếp để mà ngồi thứ tự để mà tụng giới bộ. Chúng tôi thấy rất là hoan hỷ. Thì ở đây đó, trên tinh thần giới luật thì dù là sống ở đâu cũng vậy, khi mà chư tăng sống với nhau luôn luôn có cái thân nghiệp từ hòa, có cái thân nghiệp từ hòa, lời nói, cử chỉ, hành vi, rồi ở trong việc làm của mình. Thí dụ như là chúng ta thấy rằng mình đảnh lễ những cái vị cao hạ hơn, hay hoặc là mình phục vụ cho những vị cao hạ hơn, hoặc là mình có những cái lời nói, những cái cử chỉ, cái việc làm của mình, mặc dù thể hiện nó những việc mà chúng ta thể hiện hết sức là bình thường như vậy, nhưng mà nó nói lên một cái điều là chúng ta cộng trú với nhau thì chúng ta luôn luôn có một cái tâm từ, cái thân nghiệp từ hòa này, và do cái thân nghiệp từ hòa này giúp cái đoàn thể đó. Bởi vì cho nên là cái vị lớn là tôn trọng cái vị nhỏ, và vị nhỏ phải biết tôn kính cái vị lớn, tôn kính với vị lớn. Và do hai cái đối tượng đó, nó có cái sự tôn kính, mặc dù là thân, mặc dù như thế nào đi nữa, nhưng mà trong lòng, trong lòng, trong cử chỉ, trong cái suy nghĩ của mình, luôn luôn tôn kính cái vị đó, luôn luôn tôn trọng cái vị đó, chứ không có cái mối gắn, không có cái sự gắn kết nào mà không có cái sự tôn trọng và không có sự tôn kính trong đó. Cho nên khi mà có cái sự tôn trọng, có cái sự tôn kính, nó là cái sợi dây gắn kết với nhau. Và chúng ta cũng biết đó là Phật giáo được lớn mạnh là nhờ cái sự cái lớn mạnh và bền vững đó, là phải nói là nhờ cái sự lớn mạnh của tăng đoàn, lớn mạnh của tăng đoàn. Cho nên mình sống ở đâu cũng vậy, chư tăng sống với nhau thì có cái gọi là thân nghiệp từ hòa. Thường thường đó là người ta nói là thân nghiệp từ hòa từ ở bên ngoài. Ở bên ngoài người ta cũng nói, nhưng mà ở bên ngoài người ta cũng ứng dụng những cái pháp như thế này. Và đối với trong Phật giáo thì lại càng có một cái thân nghiệp từ hòa hơn. Bởi ở chỗ ấy là những vị tu sĩ, những bậc xuất gia là những vị có đời sống phạm hạnh, có đời sống đạo đức, và càng hơn nữa là thể hiện. Quý vị có nghe rõ không ạ? Quý vị nghe rõ chưa? Dạ, cảm ơn. Thì càng hơn nữa đó, thì các bậc xuất gia lại càng có một cái gọi là cái thân nghiệp từ hòa, cái thân nghiệp từ hòa. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng các cái nước quốc giáo đó, từ như thế nào đi nữa, thì cái hình ảnh của đoàn thể của chư tăng thấy rất là quan hỷ, vì khi mà có được cái thân nghiệp từ hòa. Cái pháp thứ hai nữa ở đây đó là Đức Phật Ngài dạy rằng là một người cần có một cái khẩu nghiệp từ hòa. Chúng ta thấy rằng cái việc này đó, nhiều khi ở trong những cái nơi đây nơi đó, cái tổ chức này tổ chức nọ, đoàn thể này đoàn đội thổi kia đó, mà họ không có cái, họ bất hòa với nhau, họ đem ra cái sự tranh cãi. Nhưng mà ở đây đó thì quý vị thấy rằng để mà có một cái sự đồng nhất với nhau, đồng bước với nhau, là trong đó cái lời nói của những cái vị đồng phạm hạnh với nhau đó, thì dù lời nói như thế nào đi nữa thì luôn luôn thể hiện bằng cái tâm từ, thể hiện bằng cái tâm từ của mình. Không có sân hận, không có sân hận. Bởi vì nói mà xây dựng á, thí dụ như là cái vị nào cũng vậy, mà thấy vị kia có lỗi thì nói là nên xây dựng, nói xây dựng chứ không phải là để chỉ trích hay hoặc là để nặng nhẹ, mà nói để rồi xây dựng, mà nói để bằng với cái tâm từ. Bởi vì mong muốn rằng là cái vị đà bạn đồng phạm hạnh mình được tiến bộ, hay nói là để cho bạn đồng phạm hạnh mình được tu tập tiến bộ lên thêm, thì cái việc nói đó, lời nói đó là khởi bằng cái tâm từ của mình, cái tâm từ của mình. Cho nên ở đây đó, quý vị thấy rằng
cái lời nói ở bên ngoài ấy, nhiều khi người ta nói nhau bằng cái sân hận, nói bằng sân hận, nói sân hận thì dù cái lời nói có khéo như thế nào ấy, thì sau đó người ta suy nghĩ lại đó là cũng là một trong những cái sự đau khổ cho người khác. Nhưng mà nếu mà nói bằng cái tâm từ ấy, thì phải nói rằng cái đó là cái chất liệu tốt giúp cho cái tâm của người ta được mát mẻ, đối phương ấy, được mát mẻ, rồi nói mà để cho người ta được tiến bộ. Ví dụ bây giờ nè, một cái người mà họ thối thất vì niềm tin thì mình nói sao để cho họ tinh tấn lên thiền, tinh tấn, họ không có bị thối thất niềm tin, niềm tin họ vững lên thiền. Hoặc là họ bị giải đãi hoặc lười biếng thì mình phải nói cho họ tinh tấn lên. Hoặc là họ bị lệch lạc về tri kiến thì mình nói sao để cho họ củng cố cái tri kiến lên. Giống như trong luật có nói rằng là có một vị tỳ kheo hay là một vị sa di gì đó muốn hoàn tục thì mình cũng phải có một vài lời khuyến khích rồi động viên rồi sách tấn, rồi cuối cùng là không được thì mới đành chấp nhận thôi. Thì cũng ở đây đó là có nghĩa là một cái lời nói trong đó có chứa đựng cái tâm từ, bởi vì tâm từ là một cái chất liệu tốt để giúp cho cái tâm của người khác được dễ cảm hóa người khác hơn. Bởi vì ở chỗ đó là họ có được cái tâm từ. Cái thứ hai là nói cho họ có được cái sự tiến bộ, nói được có sự tiến bộ. Cái thứ ba nữa là nói là để cho họ có được một cái sự gắn bó, đoàn kết, gắn bó với nhau. Chứ không phải là mặt lớn, mặt nhỏ, trái, phải, nhưng mà mình phải nói là có cái sự gắn kết, đoàn kết với nhau. Họ bất hòa điều gì đó thì nên nói những cái điều. Thì ở trong cái lời nói của một cái người tu cũng vậy. Đối với bạn đồng phạm hạnh, chúng ta thấy rằng chúng ta có ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì cái thân nghiệp và khẩu nghiệp của mình á, nó cũng là một cái yếu tố quan trọng nha. Bởi vì một khi mà những bạn đồng phạm hạnh nhờ cái lời nói, nhiều khi có một người nào đó mà họ thối thất vì niềm tin, nhờ cái lời nói của những cái người bạn đồng phạm hạnh của mình nhắc nhở, khuyên lơn, rồi sách tấn, rồi an ủi, biết đâu từ cái việc đó mà họ bỏ đi cái ý niệm muốn hoàn tục, họ bỏ đi cái ý niệm xấu mà họ cố gắng mà tinh tấn, họ vượt lên, họ tu tập cùng nhau để mà dắt dẫn, cùng nhau để mà dắt dẫn đưa đến cái tu tập, để đưa đến cái con đường tu tập đó. Và giống như ở bên ngoài người ta nói cái câu là ăn cơm mà có canh là tu hành có bạn. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Có nghĩa là khi mà ăn cơm thì có canh thì dễ ăn, rồi là mình tu hành thì có những cái người bạn, bạn đó là bạn đồng phạm hạnh, bạn đồng phạm hạnh. Và ở trong cái lời nói đó thì luôn luôn là mang đến cái sự đoàn kết, trong đó có cái sự gắn bó với nhau, dù là trước mặt hay là sau lưng nữa. Dù là trước mặt hay sau lưng, không phải là mình bằng mặt mà không bằng lòng. Trước mặt thì khen vậy đó, khen đáo, khen để, khen hơn, khen thua, khen nhiều thứ. Nhưng mà sau lưng thì mình lại chê bai, hoặc nói xa, nói gần, trách móc. Thì như vậy nó không phải là cái điểm tốt. Bởi vì một khi đó chúng ta thấy rằng mình nhìn đến cái xấu của người khác á, mà mình không thấy cái tốt của người khác á, thì cái tâm của mình nó không có hay, không có hay. Bởi vậy cho nên là cái xấu, cái tốt, cái gì mình cũng thấy. Nhưng mà nếu mà mình để tâm á, thì nên để tâm những cái điều tốt, để tâm đến những cái điều tốt. Cho nên để tâm thấy những cái điều gì tốt, rồi nhớ đến những cái điều gì tốt, để tâm thiện của mình nó sanh khởi lên. Chứ không nên là để cái tâm đến cái cảnh xấu, cái điều gì nó không tốt thì chúng ta không để tâm đến. Và như vậy đó thì ở đó, đối với các bạn đồng phạm hạnh á, thì chúng ta luôn luôn đối với những cái vị tu với nhau, hay hoặc là những người cư sĩ Phật tử cũng vậy đó, đối với phải có cái tâm từ với nhau, có tâm từ với nhau. Tâm từ đó là một cái chất liệu mà nó hòa giải, nó làm rất là tốt. Nó hòa giải những cái mối quan trái. Tâm từ nó là một cái sợi dây gắn kết giữa người này người kia. Và tâm từ là một cái chất liệu để gột rửa đi những cái điều mà xấu xa. Và do đó thì đối với những người tu tập
thì lại càng cái việc mà khởi cái tâm từ của mình, khi mà mình nói cái điều gì, nói phải mang đến sự lợi ích, nói phải tôn trọng sự thật, nói phải mang đến sự hòa hợp, nói phải đưa đến cái sự tiến bộ cho người khác, thì đó chính là một trong những cái điều mà rất là quan trọng ở trong cái khẩu nghiệp từ hòa của một cái vị tu tập là như vậy. Và Đức Phật ngày dạy rằng lại nữa này A Nan, tỷ kheo an trú ý nghiệp đối với các vị đồng phạm hạnh, chỗ đông người hay vắng người, khả niệm pháp tác pháp này tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ không tranh chấp, hòa hợp và đồng nhất. Thì chúng ta thấy rằng tới nói đến cái ý nghiệp. Cái ý nghiệp ở đây đó là phải nói rằng ý nghiệp từ ở đây đó là cái ý nghĩ của mình đối với các bạn đồng phạm hạnh. Cái ý nghĩ của mình đối với bạn đồng phạm hạnh. Mà cái ý nghĩ ở đây đó thì cũng phải là ý nghĩ bằng với cái tâm tốt của mình, tâm từ của mình. Cho nên là dù là trước mặt sau lưng, chúng ta biết rằng là người phàm phu thì có những lúc sai lầm. Cái sai lầm đó nó ít thôi. Nếu mà mình biết tu, cái sai lầm nó cũng chỉ ít chứ không nhiều. Nhưng mà cái sai lầm đó không để cho mình để tâm đến. Mà ở trong cái ý nghĩa từ hòa ở đây đó là mình luôn luôn nghĩ đến những cái gì mà những bạn đồng phạm hạnh của mình được làm được những cái điều tốt, thực hiện được những điều tốt. Cho nên khi mà mình sống ở đâu á, mình khởi cái tâm của mình với cái tâm từ của mình á, mình mong cho những người chung quanh của mình luôn luôn được cái sự thuận lợi. Thí dụ như bây giờ học Phật pháp á, chúng tôi nói giống như là mình học Phật pháp, mong những người bạn của mình cũng học được Phật pháp, rồi người bạn của bạn đồng phạm hạnh của mình là hiểu biết điều này điều kia, hoặc là người bạn của mình đó là học được cái điều gì hoặc là hành thiền mà được có cái sự tiến bộ, thì tự động mình cảm thấy đó là một cái điều hoan hỷ. Giống như mình biết rằng là nhiều khi mình tùy thuộc vào cái mình làm cái điều thiện của người khác, mình thấy người khác làm điều thiện, mình hoan hỷ với điều thiện, bản thân mình làm điều thiện, mình hoan hỷ với điều thiện mình làm, rồi mình hoan hỷ điều thiện của người khác làm nữa, thì nó càng hoan hỷ lên, cho nên khi mà mình có cái ý nghiệp từ hòa đó, thì mình mong sao những bạn đồng phạm mình có được cái sự tiến bộ ở trong cái đời sống tu tập của mình. Bởi vì chúng ta cũng biết đó là mình chơi với một người bạn nào á, có một cái câu ngạn ngữ người ta nói một cái câu là anh không cần phải cho tôi biết là anh tốt hay là xấu, mà anh chỉ cho tôi biết là anh chơi với người nào á thì tôi sẽ đón biết tính cách của anh. Ở đây muốn nói á, tức là với một cái người mà tu tập á, thì chúng ta cũng biết đó là mình luôn luôn chọn những cái người bạn đồng phạm hạnh, hay những người bạn tu tốt, tốt về mặt phạm hạnh giới luật, tốt về mặt tri kiến, tốt về mặt ứng xử, tốt về mặt này mặt kia, thì mình chọn như vậy để chi? Để mình có cái sự thân cận. Và khi mà mình thân cận thì ít nhiều mình cộng hưởng. Khi mà mình có cái ý nghiệp từ hòa ở đây, tức là mình có một cái tâm thiện khởi lên từ ở cái mong muốn những cái người bạn của mình bằng với cái tâm từ không sân hận đối với những người bạn đó, dù là trước mặt hay sau lưng. Chúng ta biết là cái pháp mà Đức Phật ngài gọi là sách chá đó, tức là pháp chân thật. Chân thật là dù là ở xa hay là ở gần, không phải là chỉ lời nói không, mà nó bao gồm cả cái ý nghĩ, suy nghĩ của mình trong cái sự chân thật đó. Cái tâm của mình nghĩ chân thật, và đối với những cái gì, cái ý nghiệp của mình, mình cũng mong muốn là những người bạn của mình, những người đồng tu của mình, những người bạn đồng phạm hạnh của mình được bằng với cái tâm từ, không phải là dù ở trước mặt hay là sau lưng, mong cho người đó được an vui, mong cho người đó được tiến hóa,
mong cho người đó được thành tựu cái gì đó trên phương diện tu tập, thì mình mong muốn cho người đó. Cho nên ở đây đó là khi mà mình tùy hỷ với điều thiện của người khác làm thì mình cũng đã có phước rồi. Mình làm được điều thiện mà mình tùy hỷ với cái điều thiện của người khác làm thì mình có phước. Ngược lại, một người mà làm điều ác hay là tùy hỷ quan hỷ với cái điều ác của người khác thì mình cũng bị mang nghiệp xấu rồi, mang nghiệp xấu rồi. Như vậy thì ở đây đó mình nên tùy hỷ những thiện của người khác, ở trong đó là mình thể hiện cái tâm từ của mình, không sân hận dù là ở trước mặt hay là sau lưng, sau này hay là mai sau đi nữa. Thì nếu như mình có nhắc với nhau á thì mình nên nhắc những cái điều tốt. Mình có nhắc với nhau thì nhắc những điều tốt, những hình ảnh của cái điều tốt của cái người đó, thì mình mới cảm thấy như là một cái sự an vui ở trong cái đời sống của mình. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái điều thứ tư mà Đức Phật Ngài dạy, tức là cộng hưởng lợi lộc. Cộng hưởng lợi lộc, hay ở bên Bắc truyền người ta là lợi hòa đồng quân thì nó khác, nhưng mà rõ ràng là cộng hưởng lợi lộc ở đây đó là những cái lợi lộc phát sanh. Chúng ta biết là cái căn bản của một vị tỳ kheo thì là bốn cái món vật dụng, từ y phục, vật thực trú xứ và thuốc chữa bệnh, vậy thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà rõ ràng thì khi mà chúng ta biết rằng vị tỳ kheo thì không có, một vị xuất gia thì không có làm ra vật chất của cải, nhưng toàn là những, còn lại đó là những cái do những cái người đàn tính, những cái người cư sĩ, người ta lao động ở bên ngoài, làm nghề nghiệp này nghiệp nọ, nghề này nghiệp nọ, để họ có được cái của cải vật chất đó. Họ nhín một phần để họ cúng dường cho tăng chúng, cho chư tăng, để họ tạo cái phước lành cho họ. Thì ở đây đó là khi mà một vị tỳ kheo mà có được các cái món vật dụng đó, thì ở đây vật dụng ở đây là phải vật dụng gọi là vật dụng hợp pháp. Hợp pháp ở đây đó là gì? Người ta làm bằng mồ hôi công sức và trí tuệ của họ có được cái của cải vật chất đó, và họ đem cúng với cái tâm thành kính, và họ muốn được cái phước, họ cúng chia một phần đó để đến với chư tăng, với cái ý nghĩa là cúng bốn món vật dụng: y phục, vật thực trú xứ và thuốc chữa bệnh. Thì người ta chỉ mong muốn vậy, rồi vị tỳ kheo cũng thọ đúng pháp. Thọ pháp là nhận tận tay từ nơi cái người đó, và người đó cúng dường bằng với cái tâm thành kính. Cho nên là đây là hợp pháp, không phải là do có qua có lại, không phải cho đi cho lại, cũng không phải là đền ơn đáp nghĩa, cũng không phải là gì mà người ta muốn, những người đàn tính muốn cúng dường để tạo phước. Còn vị tỳ kheo thì thọ cũng đúng pháp, là không phải là làm theo những cái pháp bà mạng, mà toàn là những cái sự do là những cái việc cúng dường của những cái người đàn tính. Cho nên là khi mà mình những được những cái pháp mà lợi lộc đó, thường thường đó chúng ta thấy rằng là ngày xưa chúng tôi nhớ rằng mỗi lần mà chúng tôi ở chùa Siêu Lý Vĩnh Long á, là cứ mỗi lần sau cái mùa dân y, tới cái mùa dân y á, thì sau đó thì bắt đầu chia các cái món vật dụng, thì các sư sắp xếp là từ trên xuống dưới, rồi tùy theo cái từ vị trên này, cao hạ cho đến vị nhỏ hạ, rồi từ từ đến những vị sa di, vân vân và vân vân. Thì đó là theo, giống như là trong chùa chúng ta thấy rằng chùa thì chư tăng đông, thì nếu mà những người đàn tính họ thỉnh trai tăng bốn vị tỳ kheo, thì nay cắt đặt cho bốn vị này đi, thì mai cắt đặt cho bốn vị khác đi. Như vậy trụ trì là như vậy, vị sắp xếp, bởi vì người ta thỉnh thì bốn vị thôi, người ta thỉnh bốn vị, chùa thì đông, thì cho nên sắp xếp là ngày nay thì bốn vị này đi trai tăng ở đây, rồi mai mốt có một vị thí chủ nào cũng thỉnh bốn vị nữa, thì thỉnh chư tăng nữa, thì cắt đặt bốn vị. Chừng khi nào người ta thỉnh hết toàn chư tăng trong chùa, thì vị trụ trì cũng sắp xếp cho toàn chư tăng ở trong chùa đi trai tăng, ví dụ vậy.
thì đó là cái cách sắp xếp. Và dù là như gì đi nữa thì cái mà chia sớt với nhau không phải là chỉ chia sớt vào về tinh thần không, mà còn chia sớt về vật chất. Thì trong đó có bốn cái món vật dụng mà chúng tôi giải nói là y phục, tức là chư tăng thì có y để bận mặc, rồi vật thực tức là thức ăn, độ ngọ dùng qua ngày, rồi thức ăn thức uống, rồi là y phục vật thực, rồi trú xứ tức là những cái phương tiện để mà lưu cốc cho chư tăng, rồi là thuốc chữa bệnh, chỉ bốn món đó. Và đối với một cái mình nhiều khi mình chia sớt với nhau á, mình chia sớt với nhau á, thì đó cũng là một trong những cái cách mà làm cho người khác yên tâm. Cái thứ hai nữa là mình chia sớt với nhau á, là để tạo nên cái sự gắn bó ở trong một cái này, ở trong một cái chùa hay trong một cái tự viện. Như vậy thì cái chia sớt đó là cái chia sớt bằng với cái tâm từ của mình. Chia sớt đó là chia sớt cũng đúng với cái tinh thần giới luật của Phật Pháp. Giới luật của Phật Pháp có trên, có dưới, có lớn, có nhỏ, rồi có điều với nhau. Như vậy được chia sắp xếp theo như vậy. Trong cái cách mà ứng xử thì ứng xử theo Pháp. Ứng xử theo Pháp. Ứng xử theo Pháp có nghĩa là một người không thiên về mình, cũng không thiên về đời, mà hãy thiên về Pháp. Tức là mình hãy lấy Pháp làm chủ, làm trọng tâm. Và cái gì cũng căn cứ vào Pháp và luật. Và khi mà căn cứ vào Pháp và luật thì không ai trách mình là làm như thế này đúng hay làm như thế kia sai, mà mình làm theo Pháp. Làm theo Pháp thì nó là hoàn toàn là đúng. Đó là như vậy. Như vậy thì ở đây trong cái điều thứ tư mà Đức Phật Ngài dạy đó là lợi hòa cộng hưởng lợi lộc. Tức là mình có được lộc thì mình sẽ chia với nhau ở trong một ngôi chùa, ở trong với chư tăng với nhau. Chúng ta thấy rằng việc đó thì có lẽ là ở trong đời sống tu tập thì có lẽ là các vị tỳ kheo hiểu rõ điều đó và biết điều đó làm. Và cái điều thứ năm ở đây đó là giới, có giới của một vị sa môn, hay là gọi là giới hòa đồng tu ở bên Bắc Truyền ấy. Thì ở đây phải nói rằng là giới của một vị sa môn. Bây giờ sống chung với nhau á, thì rõ ràng là gọi là bạn đồng phạm hạnh. Thì thí dụ như là một vị tỳ kheo có 227 giới theo Phật giáo Bắc Nam Truyền, thì chúng ta thấy rằng là khi mà nói đến một vị tỳ kheo thì vị này phải là như vậy, thì vị kia cũng phải như vậy. Tức là phải có những cái giới nào, giới trọng, giới nào là giới kinh, rồi giới nào là nặng, giới nhẹ. Chúng ta biết được những điều đó và hành trì. Những vị sa môn khi mà đã xuất gia với nhau thì trước đây đó là xuất thân từ ở một gia đình nào, không cần phải quan tâm, mãi quan tâm đến với đời sống phạm hạnh hiện tại. Hiện tại vị nào xuất gia trước thì xem như là người lớn một chút, vị nào xuất gia sau thì xem như là vị nhỏ một chút. Cứ như vậy và tôn trọng theo cái tinh thần giới luật. Tinh thần giới luật tức là xuất gia trước thì là lớn, xuất gia sau là nhỏ một chút. Vậy đó. Thì như vậy đó là một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng là vị tỳ kheo, dù là tân tỳ kheo hay là hòa thượng tỳ kheo hay là cái gì đó, trung tỳ kheo hay là trưởng lão tỳ kheo, nói trong Phật giáo Nam Truyền đó là gọi là Mahathero, tức là trưởng lão tỳ kheo đó, thì cũng là 227 giới. Và trên tinh thần đó đó thì một vị thành tựu, một vị mà thực hành cái giới của mình một cách trọn vẹn, vị nào cũng vậy, và không để nó bị lắm nhơ, không bị lắm nhơ. Tức là vị tỳ kheo là dù cách gì mình biết là mình thọ trì, mình nguyện trước Tam Bảo, rồi tâm mình chủ tâm để mà mình tránh xa những cái lỗi lầm, những cái gì nó không hay từ thân khẩu. Cho nên là khi mà mình nguyện rồi mình cố gắng để ngăn ngừa thì mình thấy những cái điều giới đó là cao thượng, bởi vì mang đến cái sự an lạc ở nội tâm, mà nhờ đó mình tu tập nó được vững vàng hơn.
do cái sự hành trì giới hạnh. Và như vậy thì đối với một cái vị mà tu tập thì giới không để bị lấm nhơ hay là không bị bể dụng, mà và tất cả các vị tỳ kheo thì phải làm như vậy, cùng chung làm như vậy, cùng chung thực hành giới bổn, giới mà Đức Phật Ngài đã ban hành, từ ở cái giới bổn rồi sự thu thúc rồi là thọ dụng quán tưởng, những cái điều đó làm cho một cái vị tỳ kheo càng tinh tấn lên thiền. Quý vị còn nghe rõ không ạ? Dạ, con cảm ơn thượng tọa, cảm ơn quý vị rất nhiều. Như vậy thì đối với một cái vị sa môn, gọi là một cái vị tỳ kheo á, thì phải thực hành cái giới của một vị tỳ kheo. Ví dụ như là vị này thực hành điều học như vậy thì vị kia cũng thực hành cái điều học như vậy. Điều nào Đức Phật cho phép thì nên làm, và điều nào Đức Phật cấm chế thì không nên làm. Thí dụ như là rồi là cái như chúng tôi đã nói khi nãy, là những cái điều gì mình sống riêng tư, tức là mình về cốc, về am, mình hành thiền, mình tìm hiểu, đọc kinh, đọc sách gì đó, thì là do mình hành thiền, niệm Phật, do mình, hoặc là mình có cái cuộc sống riêng tư. Nhưng mà cái việc chung á, là mình cần phải làm. Thí dụ như là chúng ta thấy rằng ở chùa thì nó có những cái môn quy, chúng tôi gọi là cái môn quy, tức là cái giống như cái quen ở trong chùa là phải tụng kinh một ngày hai thời, lên lễ bái tam bảo, như vậy phải làm. Rồi là cái luật, giới luật thì chư tăng phải sám hối, phải sám hối với nhau trong mỗi nửa tháng 15-30 thiếu hành chính, ví dụ vậy, thì cái điều đó là phải làm chung. Rồi thí dụ như là mỗi năm tới cái mùa nhập hạ thì chư tăng phải an cư kiết hạ, đó phải, điều đó là phải làm. Thì cái việc mà giới hạnh của một cái giới của một vị sa môn hay là một vị tỳ kheo mình gọi chung á, thì những cái điều đó những vị tỳ kheo cần phải làm, làm để chi, để hướng cái đời sống phạm hạnh này đến không có bị lấm nhơ ở trong cái giới luật của mình, và không cái mình không có bị bể dụng, tức là không có bị từ giới lớn giới nhỏ, lấm nhơ là giới nhỏ, mà bể dụng ở đây là những cái giới lớn nó trọng, để rồi làm nó bị mất đi, thì cái điều đó nó không phải đúng như vậy đó. Và chính vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng vị tỳ kheo này có đời sống phạm hạnh gì, cho nên là người mình sao nói là Phật giáo Nam truyền mình quý trọng tam bảo lắm, quý trọng tam bảo lắm. Nhiều khi chúng ta thấy là nhiều khi có một vài Phật tử của Phật giáo Bắc truyền, người ta bổ bàn với các thầy, không biết là vì lý do gì, nhưng mà rõ ràng là người ta có những cái hành vi nó không hay, những cái lời nói cử chỉ nó không hay. Nhưng mà rõ ràng là chư tăng á, Phật giáo Nam truyền chúng ta sống ở đâu cũng vậy, cũng có hình ảnh của chư tăng, hình ảnh của chư tăng, và luôn luôn lấy cái đại thể của chư tăng. Dù như thế nào, chư tăng gặp nhau xa nhau, ở gần xa nhau, nhưng mà gặp nhau cũng rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Và bởi vì mình thấy là một cái chung đó, cái chung là ở chỗ là các vị tỳ kheo đều có cái đời sống phạm hạnh, giới luật của một vị tỳ kheo và vị sa môn, cho nên là dù sống ở đâu đi nữa phải tuân thủ theo cái giới luật này. Và như vậy đó thì nó tạo nên một cái sự gắn bó, và đó là cái sức mạnh của tăng chúng, sức mạnh của tăng chúng. Và cái điều thứ sáu ở đây đó là Đức Phật Ngài dạy là cần có một cái tri kiến của một vị sa môn, hay là ở bên Phật giáo Bất truyền người ta gọi là kiến hòa đồng giải. Thì ở đây đó chúng ta là gọi là một cái vị mà có cái tri kiến của một vị sa môn là sao? Chúng ta hiểu về lời dạy của Đức Phật thông qua Tam Tạng Kinh Điển, nó có cái đồng nhất với nhau, có cái thống nhất với nhau. Phật giáo Nam truyền hay Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta thấy rằng dù gì đi nữa thì chúng ta có một cái thống nhất với nhau, có cái đồng nhất với nhau. Có khác ở chỗ là một vị giảng sâu hay là giảng cạn,
giảng rộng hay là giảng hẹp. Còn vấn đề về cái vấn đề mà tri kiến mà hiểu đúng thì đòi hỏi bắt buộc là phải hiểu đúng điều huấn trên tinh thần đó. Cho nên cái tri kiến ở đây nó quan trọng lắm. Cái tri kiến nó quan trọng. Cái tri kiến của vị sa môn nó rất là quan trọng. Chúng tôi tạm gọi như là một cái sự hình trước cho chính mình, giống như một người mà được cái bản đồ để đi. Và mình khi mà mình định hình được cái bản đồ hướng để mà mình đi rồi, địa điểm mình đi rồi, thì mình đi chậm hay đi mau gì đó thì xuống sớm muộn nó cũng sẽ đến. Nhưng mà mình đã định hình nó sai rồi đó, thì mình có đi mau thì càng xa mục tiêu chừng nấy. Cho nên ở trong Bát Chánh Đạo thì chúng ta thấy rằng chánh kiến và chánh tư duy đó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Vì vậy cho nên cái gọi là tri kiến của một bậc sa môn á, không phải là chỉ có cái cạo cái đầu, không phải chỉ đắp cái chiếc y này, không phải chỉ mang cái chiếc bình bát này mà gọi là sa môn, mà phải nói ở trong đó có cái đời sống phạm hạnh và tri kiến. Tri kiến nó mới là quan trọng. Cho nên là nói mà cái tri kiến ở đây đó là tri kiến gì? Tri kiến của cái thứ nhất là về pháp học. Pháp học phải hiểu. Chúng ta không nói rằng là mình phải hiểu hoàn toàn Tam Tạng Kinh Điển, nhưng mà mình phải hiểu cái căn bản, cái cốt lõi của Tam Tạng Kinh Điển, những điều nào thật sự sâu sắc để chúng ta làm cái phương châm hành động trong đời sống hàng ngày. Rồi chúng ta hiểu được cái giới luật lời dạy của Phật ở trong giới luật. Rồi chúng ta hiểu được cái phương pháp mà trong luận tạng Đức Phật Ngài dạy như thế nào. Như vậy thì đó là cái cách hiểu của mình, đó trên phương diện pháp học. Trên phương diện pháp hành á, thì mình hiểu được cái phương pháp hành thiền mà Đức Phật đã dạy qua kinh điển, qua tài liệu bậc 1, bậc 2, bậc 3, để chúng ta hiểu được điều đó, để rồi chúng ta hành trì, là thật sự là hành trì, chứ không phải là chỉ nghe, chỉ nói không, mà thật sự là hành trì. Hành trì cái lời dạy của Đức Phật qua phương pháp hành thiền. Rồi chúng ta phải hiểu được cái thế nào, dù là chúng ta chưa giác ngộ thành một bậc thánh nhân, chưa phải là một bậc thánh nhân, nhưng chúng ta cũng phải hiểu là cái phạm trù của một cái vị thánh nhân là như thế nào, chứng đắc như thế nào, đoạn trừ như thế nào về pháp lậu hoặc phiền não, để chúng ta có một cái căn cứ như vậy thì chúng ta hiểu. Hiểu như vậy đó, để chi? Để chúng ta định hình được cái phương pháp tu tập của chính mình, tu tập của chính mình, để hướng đến cái đời sống tu tập mình nó dài mà. Nó dài từ năm này sang tới năm nọ, chẳng những nó kéo hết tới đời này, đời sau nữa. Và do vậy đó thì mình phải củng cố cái tri kiến của chính mình. Và cái tri kiến của vị sa môn cũng vậy. Và chúng tôi nói một điều đó là nếu mà một cái vị thầy hay là một vị sư đó mà tri kiến đúng đắn thì có thể hướng dẫn cho những người Phật tử một cách đúng đắn được. Còn cái tri kiến mà nó lệch lạc, cái tri kiến nó sai lầm đó, thì hướng dẫn Phật tử cũng sai lầm luôn. Rốt cuộc là luyện hạt tu manh, giống như người ta nói là mù đuôi vậy đó. Thì cái điều đó nó cũng không phải là cái tốt. Và vì vậy cho nên là đòi hỏi một cái tri kiến của vị sa môn phải hiểu về pháp học, pháp hành và pháp thành, phải hiểu được giới, định và tuệ, hiểu và hành. Hai cái đó nó hoàn toàn là khác nhau, nhưng mà do chúng ta hiểu rồi chúng ta mới có thể hành được một cách đúng đắn được. Là như vậy. Và cái như vậy thì vấn đề mà ở đây đó là về thân, khẩu và ý đó, thì chúng ta thấy rằng dù là sống chung với nhau, chư tăng sống chung với nhau thì luôn luôn có cái khẩu nghiệp từ hòa, có cái thân nghiệp từ hòa, có cái ý nghiệp từ hòa, để tạo nên cái sự gắn bó, tôn trọng, tôn kính với nhau, để tạo nên một cái sức mạnh của tăng đoàn. Và cái điều nữa là chúng ta được một cái lợi lộc hay là cái giới hạnh của vị sa môn hay là cái tri kiến của một vị sa môn để củng cố cái phần nội dung của chúng ta, tức là phần nội hàm của chúng ta ở trong cái đời sống tu tập, để rồi là giữ vững cho cái đời sống phạm hạnh của mỗi cá nhân, và đồng thời là giúp cho cái tăng đoàn, sự hiện diện của Tam Bảo nó được bền lâu lên thêm nữa. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây, mặc dù là còn cái thời gian cũng nhiều để chư tăng bàn sâu rộng thêm, để chúng ta được cái sự lợi lạc. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức
thân tâm an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Tôi kính trình chúng tôi học tập. Thưa quý vị, như lời dẫn nhập của chúng tôi Tây Siêu là đề tài ngày hôm nay tương đối là phần chính kinh chúng ta không có đọc dài. Tuy vậy, sáu pháp luật hòa này là sáu pháp tương đối phổ thông. Chúng ta cần nhiều thời giờ để bàn về sáu pháp hòa kính này. Mà thưa tôi Tây Siêu, trước nhất xin được hỏi thưa tọa Tây Siêu, thưa tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tuệ Siêu nghe được kinh thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa, giờ bạch thượng tọa Tuệ Siêu, chúng ta mới vừa thoạt nhìn đó, thì có vẻ như là sáu pháp hòa kính ở trong kinh Tạng Pali, ở trong kinh điển Pali và lục hòa ở trong Hán Tạng có vẻ như tương đồng. Cũng nói về thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, lợi hòa, kiến hòa, giới hòa. Cái sắp xếp thì hơi khác một chút. Nhưng mà chúng ta bỏ qua vấn đề khứ trừ, mà chúng ta chỉ nói về vấn đề so sánh cái ý nghĩa. Và đặc biệt là ở trong Hán Tạng thì lại có thêm những cái trạng từ. Và những trạng từ thí dụ như nói thân hòa đó, thì nói thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, rồi ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân. Nhưng mà so với sáu pháp của bên Tạng Pali là thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ, cộng hưởng lợi lộc, có giới sa môn, có tri kiến sa môn, thì giữa Hán Tạng Pali Tạng có tương đồng hoàn toàn hay không, hay là có những khác biệt sâu sắc, thì xin cái tỉnh từ loại từ siêu quan hỷ cho vài ý kiến về điểm này. Xin thưa tôi. Quý vị có thấy chúng tôi cầm mic không? Quý vị có nghe rõ không? Hôm nay chúng tôi phải chánh niệm cầm mic trước khi nói chuyện. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, nếu mà phân tích về ý nghĩa thì ở đây sáu pháp hòa kính ở trong kinh Tạng Pali ý nghĩa nó đặc biệt hơn. Chúng tôi nói ý nghĩa đặc biệt hơn là nó có cái cơ sở, không phải là không có cơ sở. Là bởi vì nếu mà chúng ta nói cái pháp luật hòa này, là thân hòa đồng trụ, chữ đồng trụ có nghĩa là cùng sống, cùng sống chung. Mà chỉ nói là thân hòa đồng trụ, bây giờ biết sống chung, đồng ý là thân hòa, nhưng mà làm sao để thân hòa đi? Chỉ nói là thân hòa đồng trụ, tức là sống chung nhau phải có thân hòa, chỉ nói vậy thôi. Trong khi đó thì trong kinh Tạng Pali, khi mà nói đến cái pháp luật hòa thứ nhất, cái pháp hòa kính thứ nhất, thì
Đức Phật dạy rằng mê tăng cai cam măng bách vát thi tăng hồ tí sapramachari su a vi chi quá ra hô cha. Cái pháp quả thứ nhất là đối với vị tỳ kheo là trú thân nghiệp từ, đối với các bạn đồng phạm hạnh trước mặt cũng như là sau lưng, trước mặt cũng như là khuất mặt. Cái câu nói này, cái pháp này có nghĩa thực hành để có được cái sự hòa hợp samaggi ekaphawa và để có cái sự thương tưởng với nhau sarnaya biết karna, tôn kính với nhau garu karna, thì vị tỳ kheo trong cái hành động phải là hành động với tâm từ. Tức là hành động với cái tâm từ mát mẻ và luôn nghĩ đến cái sự an vui cho các bạn đồng phạm hạnh, mong cho các bạn đồng phạm hạnh được an vui. Đừng có phiền toái. Thí dụ như trong cái việc hành động, một cái vị tỳ kheo bạn đồng phạm hạnh với mình, vị ấy đang ngồi thiền ở trong tỉnh thất, mình đi qua mình phải có cái tác ý nghĩ rằng mong cho vị này được sự an vui, đừng có khó chịu vì cái tiếng động của ta bước đi, rồi vị đó có cái sự dè chừng, đi chậm chạp, đi nhẹ nhàng, đi ngang qua tỉnh thất của vị đó. Đó cũng là trú thân nghiệp từ. Mà khi trú với thân nghiệp từ như vậy đó, thì sẽ làm cho có sự hòa hợp thương yêu với nhau. Nếu mà vị ở trong, vị đó có cảm nhận được rằng có một người đang đi ở bên ngoài, nhưng mà vì người này có ý tứ không gây cái sự ồn ào thì như vậy cái vị ở trong cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy hài lòng ta có được những người bạn đồng phạm hạnh tốt đẹp như vậy, mới có cái sự hòa hợp với nhau. Đó gọi là thân nghiệp từ. Còn một hành động nữa, thí dụ như chúng ta thấy có cái trường hợp này, khi một người thuộc cấp dưới trước mặt cái người lớn hơn mình thì họ có vẻ như là khúm núm, có sự kính lễ, kính trọng. Nhưng mà khi cái người kia vừa bước đi thì ở đây họ lộ vẻ bất kính, là họ đưa tay lên họ giá như là muốn đánh sau lưng vậy đó. Thì cái hành động đó là trước mặt thì khác mà sau lưng thì làm khác. Cái đó gọi là thiếu cái thân
thân nghiệp từ với các bạn đồng hoàng hạnh trước mặt và sau lưng. Ở đây một vị tỳ kheo luôn có cái tâm từ trong cái hành động hay là vắng mặt. Chúng ta nói một cách cái thành ngữ thông thường gọi là trước mặt sau lưng, trước mặt và sau lưng. Sau lưng là chỉ cho vắng mặt, thì luôn luôn có cái sự hành động cẩn trọng và có cái tâm nghĩ rằng mong cho những vị này được cái sự an vui, các bạn đồng vọng hạnh của ta sẽ không có phiền não, phiền phức vì hành động thô tháo của ta. Đó là trú với thân nghiệp từ hòa để thưa quý vị. Cái ý nghĩa rất là cụ thể, cụ thể hơn là nói rằng thân hòa đồng trụ. Chỉ nói thoáng qua tức là sống chung với nhau thân phải hòa thôi, phải hòa hợp về thân, nhưng mà không biết hòa hợp bằng cách nào thì chưa biết, chưa có chỉ điểm. Còn ở đây trong kinh Tạng Pali thì chỉ rõ ràng là thân hòa ở đây phải là thân hành động với tâm từ đối với các bạn đồng phạm hạnh trước mặt và sau lưng. Cũng vậy, khi nói đến khẩu hòa thì ở trong bản chỉ nói là khẩu hòa vô tranh, tức là không có cái sự tranh cãi với nhau. Nếu mà không tranh cãi với nhau, mà nếu trường hợp chỉ im lặng không có nói chuyện với nhau đó, thì như vậy chưa chắc gì đã là hòa với nhau. Không tranh cãi cũng có nghĩa là im lặng. Để trong Pali thì không nói như vậy. Ở trong Pali thì nói với tăng quá chi cam măng bát chú bát thi tăng hồ tiết sapramachari su a quý chê quá ra hồ chắc là vị tỳ kheo trú với khẩu nghiệp từ đối với các bạn đồng phòng hạnh trước mặt và sau lưng, nói như một cái lời nói của mình phải là lời nói có tâm từ, không có chỉ trích, không có lừa gạt, không có chia rẽ, không có nói lời thô ác, không có nói lời phù phiếm. Bốn cái khẩu nghiệp đó đó phải từ bỏ, bốn khẩu nghiệp hiện đó phải từ bỏ. Chỉ là đối xử với nhau bằng cái khẩu nghiệp hiền thiện, tức là nói những lời nói chân thật với nhau, nói lời nói hòa hợp với nhau, nói những lời nói dịu ngọt với nhau, nói những lời nói đem lại lợi ích cho nhau. Còn khi mà sống chung với thưa quý vị, mà mình cứ đi đến cốc liêu của vị đó ngồi tán dóc, nói chuyện nhảm nhí, khiến cho cái vị đồng phạm hạnh người ta mất thời gian, người ta cảm thấy bực bội, người ta cảm thấy nhàm chán. Mai mốt người ta thấy vị đó từ xa đang đi đến là người ta đã đóng cửa cốc lại rồi, đóng cửa phòng lại rồi, người ta không dám nói chuyện, bởi vì nói chuyện sang đàn, nói chuyện vô ích quá. Thì như vậy ở đây đó, Đức Phật càng dạy là khi sống mà có sự hòa hợp với nhau về khẩu đó, tức là phải áp dụng
bốn cái loại ngôn ngữ này. Và bốn loại ngôn ngữ đó được thể hiện bằng cái lòng từ, nghĩ rằng mong các bạn đồng phạm hạnh của ta sẽ được an vui. Khi ta nói chuyện, mong cho các vị được an vui, mong cho các vị có nhiều lợi ích, mong cho các vị được cái sự quan hỷ. Thì như vậy mới đúng là khẩu hòa, tức là khẩu nghiệp từ hòa. Còn nếu nó khẩu hòa vô tranh, sống chung với nhau không có sự tranh cãi, im lặng mãi ngay sống, thì như vậy chưa chắc đã là hòa thuận với nhau. Rồi ý hòa đồng duyệt. Duyệt ở đây đồng duyệt tức là cùng vui, cùng vui vẻ. Thì ở trong Hán tạng người ta chỉ nói rằng là tâm tư cùng vui vẻ với nhau, như vậy gọi ý hòa. Thì cái này thì cũng tạm được đi thưa quý vị. Nhưng mà ở trong Pali thì Đức Phật đã dạy như thế này: Phikkhuno mettang manukkhamang vacchuppatthang hoti sabrahmacharisu avijjeva rahoja. Thì rõ ràng là ở đây đó, đối với các bạn đồng phạm hạnh, vị tỳ kheo phải trú với ý nghiệp từ. Thế nào gọi là trú với ý nghiệp từ? Tức là luôn luôn có tâm mát mẻ với nhau, dầu cho mỗi người ở riêng một cái trú xứ, một cái tỉnh thất, ít có gặp nhau, cứ lo hành đạo hành thiền thôi, nhưng mà tư tưởng thì lại an trú tâm từ. Ở trong Thanh Tịnh Đạo, một vị hành giả đang tu tập thiền định đó, trước khi tập thiền định, vị đó phải khởi lên cái tâm từ đối với các bạn đồng phạm hạnh sống chung ở trong chùa. Mong rằng các bạn đồng phạm hạnh của ta sống tại đây hãy được sự an vui, không có sự khổ não. An trú với ý nghiệp từ. Còn an trú với ý nghiệp từ, với thân nghiệp từ, như là ba vị tỳ kheo, tức là tôn giả Anuruddha, tôn giả Kambila, tôn giả Rigota, sống ở tại cái khu rừng Gosinga. Thì khi mà Đức Phật ngài đi đến đó, các vị ra tiếp đón Đức Thế Tôn vào cái khu rừng đó. Đức Thế Tôn có hỏi rằng: này các tỳ kheo, các ngươi có sống hòa hợp nhau không, được sự an vui không, để khất thực có dễ dàng không? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống ở đây có sự hòa hợp với nhau, có sự an vui và đi khất thực cũng dễ dàng. Đức Phật mới hỏi rằng: các ngươi sống hòa hợp với nhau như thế nào? Thì mỗi một vị trình bày, Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống đối xử với nhau luôn luôn có cái tinh thần trách nhiệm với nhau, không có khâu nệ, không có nạnh hẹ. Vị nào mà đi khất thực về trước thì trải cái chỗ ngồi luôn cho các vị khác, nghĩ rằng những vị đi khất thực về sau sẽ có chỗ ngồi sạch sẽ. Còn những vị nào về sau xuống ăn, rồi các vị kia ăn xong đi rửa bát, và vị tỳ kheo còn ở lại thì sẽ
quét dọn và xếp cái tọa cụ lại, nghĩ rằng sẽ làm sạch cái chỗ này để ngày mai ngày mốt các vị khác có chỗ ngồi được sạch sẽ. Các vị sống sống như vậy đó, gọi là sống thân nhiệt tình. Rồi các vị lại có một cái ý nghiệp từ, các vị mới trình bày với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống, chúng con luôn luôn nghĩ tốt về những bạn đồng phạm hạnh của mình, thật lợi ích thay cho ta có những bạn đồng phạm hạnh hiền thiện như vậy, thật lợi lạc thay ta có những bạn đồng phạm hạnh hiền thiện như vậy. Và bạch Đức Thế Tôn, chúng con mỗi người lại có cái sự suy nghĩ, ta hãy bỏ tâm mình sống vì tâm của các vị tôn giả khác, đó là chúng con sống hòa hợp với nhau vậy. Đức Phật ngài khen, ngài khen, ngài tán thán những thiện nam tử vì lòng tin mà xuất gia để sống có sự hòa hợp với nhau như thế. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là khi mà chúng ta có cái tâm từ với nhau đó, là luôn luôn chúng ta nghĩ đến bạn đồng phạm hạnh, chúng ta có sự quan hỷ, không có cái sự thù hận, không có sự ghét bỏ, rồi luôn luôn mình nghĩ ta sẽ bỏ tâm mình, nghĩa là không có vị kỷ mà phải sống vị tha vì tâm của các vị khác, sao cũng được, nghĩ sao các vị được an vui thôi, cái gì cũng bỏ qua, cũng nhường nhịn. Thì như vậy cái cách sống đó là thân nhiệt từ, khẩu nhiệt từ, ý nhiệt từ, như vậy nó cụ thể, nó thiết thực hơn. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta chỉ nói là thân hòa đồng trụ, rồi bây giờ có nhiều người chúng ta hỏi sống chung với nhau thân hòa là phải làm gì, có nhiều vị tăng ni họ không trả lời được. Khẩu hòa vô tranh, quý vị sống, quý vị làm mặt lạnh với nhau, không ai nói, không ai tranh cãi với ai hết, như vậy thì có hòa không? Cũng không, không được thưa quý vị. Còn khi mà sống, mặc dù mỗi người ở mỗi một cái tỉnh thất, mỗi một trú xứ riêng, ở trong chùa, phòng ốc riêng, nhưng mà tư tưởng lúc nào cũng có cái sự đố kỵ tình chống với nhau, như vậy làm sao mà có cái sự hòa thuận với nhau được. Và ở trong Bali đó, thì sắp xếp nó khác đi chút, tức là theo trong Hán Tạng lợi hòa đồng quân để sau cùng, còn ở trong Bali thì để đứng hàng thứ tư, Lapha Thamika Thamika Lattha Thammat Lattha Antamaso Vattabriyaya Briyapana Matangpi Tatharukesu Laphesu Abati Vipattaphugi. Tức là những cái lợi lộc hợp pháp được phát sinh hợp lẽ đạo, thậm chí chỉ là những cái món ăn ở trong bát mà thôi, rất thực. Với những lợi lộc như vậy thì có cái sự phân chia đồng đều, sống chung với nhau phải biết cái sự phân chia. Thì cái câu lợi hòa đồng quân á, thì trong trường hợp này thì nó lại có cái sự tương đồng, ý nghĩa này thì tương đồng. Còn giới hòa đồng tu, khi mà nói giới hòa đồng tu
chưa chắc. Nếu như mà giữ giới mà theo kiểu giới cấm thủ, cái giới thuộc về tà kiến đó, thì như vậy dầu cho mỗi vị đều chấp theo cái giới cấm thủ, gọi là đồng tu có giới nhưng mà giới cấm thủ, thì làm sao mà có thể hòa hợp nhau được. Bởi vậy ở đây chỉ nói rằng là những cái giới nào mà không bị bể vụn, không bị sức mẻ, không bị lấm đớm, không bị pha trộn, không bị chấp thủ, và cái giới đó dẫn đến định, cái chỗ này quan trọng lắm thưa quý vị. Định nghĩa về giới mà các vị tỳ kheo sống thành tựu được mới đem lại sự hòa hợp, tức là cái giới đó phải là samadhi, sanvatta, nikani, giới mà dẫn đến định, làm nền tảng cho định, cho thiền, thì cái giới đó mới là cái giới tốt đẹp mà các vị tỳ kheo là tha rupi su si li su si la samanya kato viharati, là thành tựu cái giới sa môn trong những cái giới ấy. Thì như vậy ở đây Đức Phật này chỉ rõ cách mà chúng mà các vị tỳ kheo phải sống an trong giới như vậy đó. Rồi cái thứ sáu, khi mà nói kiến hòa đồng giải, đồng giải, cùng nhau giải thích, nhưng mà giải thích sai với kinh điển thì làm sao mà có thể hòa hợp nhau được. Cùng giải, cái đó thì nó không có. Nó không có cụ thể. Còn ở đây thì Đức Phật Ngài dạy ở trong Kinh Pali rất là cụ thể. Gia văn đích thí Arya Nijanika Nijati Takarasa Samma đích thí Samma Dukhaya Tatha Rupaya đích gia đi thí samanya gato viharati, tức là ở đây cái tri kiến nào thuộc về bậc thánh có hiệu năng hướng thượng dẫn đến cái sự chân chánh đoạn tận khổ đau, cái tri kiến đó đó, tatha rupa ya dithiya dithisa manyagato viharati, là vị tỳ kheo thành tựu cái tri kiến đó, thành tựu cái tri kiến đó. Như vậy thì cái tri kiến mà hòa hợp với nhau để có cái sự kính trọng với nhau, thương tưởng với nhau, thì cái tri kiến đó gọi là cái tri kiến là tốt đẹp, cái tri kiến hướng thượng. Chẳng hạn như là cùng biết về khổ tập diệt đạo, cùng hiểu pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã, cùng hiểu mọi pháp điều là duy sinh, duy khởi, do cái này có mặt, cái kia mới có mặt, do cái này có, cái kia có, khi cái này diệt thì cái kia diệt,
vô minh duyên hành, vân vân. Vô minh diệt thì hành diệt. Hiểu hiểu giống nhau như vậy đó. Bởi vì cái tri kiến đó là tri kiến nó đúng với tôn chỉ của Đức Phật đã dạy. Và khi mà sống chung với nhau mà có tri kiến, thành tựu cái tri kiến như vậy thì chắc chắn có, sẽ có sự hòa hợp với nhau, không có sự bất hòa. Thì ở đây nó tóm lại là sáu cái pháp hòa kính ở trong kinh Tạng Pali. Sáu pháp này là đã Đức Phật đã dẫn dạy, dẫn giải cụ thể phải hành động như thế nào, phải nói như thế nào, phải suy nghĩ như thế nào, phải biết chia sẻ với nhau như thế nào, phải thành tựu giới như thế nào, phải thành tựu tri kiến như thế nào, để có cái sự hòa hợp tương kính với nhau. Đức Phật giải rất là cụ thể. Do đó cho nên khi mà học thuộc lòng sáu cái pháp hòa kính ở trong kinh Pali, học ra là biết thực hành liền. Còn sáu, còn cái pháp luật hòa mà theo Hán Tạng đó thì chỉ là đọc nói su nghe cho nó êm tai, nó vui tai. Thân hòa đồng trụ, khổ hòa vô, tranh ý hòa đồng duyệt, kiến hòa giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân, chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà nói vậy xong mình không biết là phải đồng trụ với nhau bằng thân hòa kiểu gì, khẩu hòa vô tranh cái kiểu nào, vân vân, không có biết. Cho nên ở đây chúng tôi chỉ nói theo cái tính cách khách quan nhận xét. Và cho dù khi mà chúng tôi dạy sáu cái pháp này, sáu pháp hòa kính này ở ngay trong học viện, mà trước tăng ni có Nam Tông, có Bắc Tông, chúng tôi cũng vẫn phân tích, vẫn nói như vậy. Bởi vì ở đây chúng tôi không nói theo ý riêng, mà chúng tôi nói theo trong kinh điển, Đức Phật đã dạy như vậy. Và các vị là những sinh viên học về Phật học thì phải tự suy xét, cân nhắc. Chúng tôi giải thích khuyên cho họ như vậy. Thì đó là một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận thứ nhất. Vì bài giảng hôm nay của Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa giảng ít thời gian, cái thời gian còn lại thảo luận tới một tiếng, cho nên chúng tôi đã làm mất quý vị hết nửa giờ đồng hồ rồi. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa Thượng Tọa Thượng Siêu, và cũng xin thưa với Thượng Tọa Thượng Siêu là thành ra Thượng Tọa Pháp Tân giảng cũng là giống như thời giờ thường lệ, chỉ có cái bài học ngày hôm nay thì đọc hơi ngắn, do đó chúng ta có nhiều thời giờ thảo luận. Mà Thượng Tọa Thượng Siêu, Thượng Tọa hoan hỷ cho một vài ý kiến mà khi mà chúng ta nói là lợi hòa, hay là ở trong kinh Pali ví dụ nó là cộng hưởng lợi lộc đi, thì nó có cái hiện tượng ở trong các ngôi chùa đó là sự cúng dường của đàn tính không có đồng đều. Và ở trong chùa, vị lớn thì vị nhỏ, vị sư cả và các thành viên khác, hay là vị trưởng lão và các vị tăng trẻ, thì có vị được nhận được ít, nhận được nhiều. Thì trong trường hợp đó, cái vấn đề của lợi hòa đồng quân có phần cần phải, cái cộng hưởng lợi lộc có cần phải chia hết không? Hay là áp dụng thế nào? Đây là điểm rất là tế nhị mà nó tạo nên rất là nhiều cái phân hóa ở các ngôi chùa. Và trước khi Thượng Tọa Thượng Siêu trả lời thì cũng xin thưa quý vị rằng có một câu ở trong chữ Hán thì nó rất là được, nhưng mà ở trong tiếng Việt thì nó bất ổn. Ở trong cái bản Kệ Kinh chính đó là cái chữ là mọi sở đắc như pháp, và mọi sở đắc như pháp để phải được chia đầy đủ. Thật ra cái chữ sở đắc như pháp ở đây, ở trong chữ Hán, có ý nghĩa là những cái gì mà mình được, mà nó hợp luật hợp lệ đó, gọi là sở đắc như pháp. Ở trong chữ Hán không có vấn đề, nhưng mà trong tiếng Việt Nam mình đó, khi mình nói sở đắc như pháp, chữ sở đắc đó,
mình ít có dùng cho cái lợi lộc, mà đôi khi sở đắc như pháp, ví dụ mình thành tựu về về tri kiến, hay là mình thành tựu về thiền đẳng định, cái gọi là sở đắc. Thật ra có những chữ quý vị để ý là trong bản chữ Hán thì rất là được, nhưng mà đem qua tiếng Việt thì nó có vấn đề. Thật ra cái chữ sanh sở đắc như pháp trong bản dịch đó thì cũng phải cẩn thận. Bây giờ cái định thì gọi là siêu quan hệ, trở lại để giải thích về vấn đề về vấn đề cái chúng ta gọi là cộng hưởng lợi lộc. Cái thỉnh ý kiến của thượng tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nhân cái lời của thượng tọa Nhất Đẳng vừa nói thì chúng tôi chợt nhớ ra một chữ ở trong cái bản dịch chữ Hán, thay vì xài cái sự sở đắc thì cái chỗ đó nó sai, vì chữ sở đắc đó nó thuộc về cái tri kiến. Thay vì đó mình xài cái chữ lợi đắc như pháp. Như pháp tức là thammika, thammika là tha, thammiko, thammika là thù. Khi mà Phật tử đến cúng dường tắc bạch với chư tăng và chư đệ đức tăng được rõ những thực phẩm này của chúng con làm hợp lẽ đạo, được cũng hợp lẽ đạo. Cái chữ hợp lẽ đạo đó là chữ như pháp đó thưa quý vị. Và cái chữ la phô ở đây có chỗ và Thượng Minh Châu dịch là lợi đắc thì rất là hay. Sắc ca đó la phô tức là cung lợi đắc cung kích. Thì cái chữ lợi đắc á, chúng ta xài trong trường hợp này thì nó rất là chuẩn, chuẩn hơn là cái chữ sở đắc. Mà ở trong cái bản kinh chữ Hán ở chỗ nào xài đó không biết. Thì cái chữ sở đắc đó, nếu mà vị mà dịch từ cái bản chữ Hán ra rất khó dịch thưa quý vị. Và nếu mà xài chữ lợi đắc á, thì nên rất là dễ dịch, dễ dịch. Chúng tôi chỉ thấy là như vậy, cũng xin chia sẻ với quý vị một chút. Còn bây giờ thì chúng ta trở lại vấn đề là giữa các tăng sĩ sống trong ngôi chùa, nếu sự cúng dường của đàn tính phát sanh không đồng đều thì có phải chia đều hay không? Thì ở đây thưa quý vị, tất nhiên chúng ta cũng biết rằng là mỗi một người, mỗi chúng sinh có cái phước riêng, cái phước lợi lộc. Cho nên thường sống ở trong chùa có những vị thì phát sanh lợi lộc nhiều, có những vị phát sanh lợi lộc ít. Nhưng mà cái trường hợp này, nếu như cá nhân của mỗi vị tỳ kheo biết vị bạn đồng phạm hạnh của mình cái phước kém hơn mình, cho nên lợi lộc kém, thì mình nên có cái sự phân chia đồng đều với nhau. Nhất là một vị trụ trì ở trong chùa có cái thẩm quyền thì nên có cái sự phân chia. Hay là hồi xưa, khi xưa thời Đức Phật không có lợi lộc, không có cá nhân vị tỳ kheo không có thủ đắc như là y phục vân vân, là không có thủ đắc riêng cho mình, mà sống với cái hạnh tri túc thiện dục, cho nên vị đó chỉ giữ tâm y thôi. Hễ Phật tử thí chủ họ đàn tính họ cúng dường dư đó thì nên để ở trong một cái kho của chư tăng. Và vị tỳ kheo được chư tăng giao phó giữ kho gọi là Phandagarika. Thủ kho. Và vị này theo trung luật á, thì khi chư tăng làm một cái tăng sự
để kiến nghị lên tăng chúng chỉ định cho vị này làm Phandagarikapikhu, thì vị tỳ kheo đó phải là người biết cách để mà phân phối những cái lợi lộc ở trong kho, và nhất là vị này không có thiên vị vì thương, không có thiên vị vì ghét, không có thiên vị vì sợ, vì si mê, nghĩa là vô tư. Hễ vị tỳ kheo nào thiếu đến xin thì vị đó sẵn sàng mở kho để cho cái bộ y, nếu vị đó y phục rách thì cho cái bộ y, vân vân. Thì như vậy gọi là, như vậy cũng gọi là có cái sự lợi lộc đồng phân, lợi lộc cộng hưởng. Bởi vì tất cả những cái lợi lộc mà được phát sanh để chung trong kho như vậy đó, thì lúc bây giờ từ trong kho xuất ra để cho vị này vị khác, là vị tỳ kheo mà thủ kho, vị đó không có chọn mặt để mà cho, mà nên có cái tâm từ tâm bi, biết cho những vị đáng cho. Nếu mà vị đó vì đã có rồi, đủ rồi mà đến xin nữa, thì trong trường hợp này là nhắc nhở vị này. Còn vị này thật sự thiếu thốn và có nhu cầu thì mình cứ cho một cách vui vẻ. Cái thứ hai nữa thưa quý vị, là trong thời Đức Phật có cái sự kiện gọi là Salaka Phát Tắc, tức là rút thẻ hay là rút thăm. Thường bây giờ chúng tôi trong chùa chúng tôi hay áp dụng cách đó. Ngày xuân ngày Tết thì Phật tử đem hòa Tết, bánh mứt, những cái giỏ quà nhiều quá. Mình là vị trụ trì, mình ngồi trên khách tiếp khách, người ta đem đến người ta cúng dường nhiều như vậy, mình đi ấp lắm thì mình, trong khi các vị khác thì không có được, thì do đó là chúng tôi họp chưa tăng lại. Giỏ quà, mỗi một giỏ đựng bánh mứt như vậy đó, thì có thí chủ thì họ dư cái giỏ quà lớn, giỏ quà nhỏ, ít hoặc nhiều, có giá trị hay ít giá trị, nhưng mà cứ cho bác thăm. Cái này số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, tới số 10, ở trong chùa 10 vị, thì 10 cái giỏ quà đó, rồi cho 10 cái thăm, bắt vị nào rút cái thăm số mấy thì vị đó cứ là đem cái giỏ quà đem về mà hưởng. Thì như vậy cũng là lợi lộc đồng phân, mặc dầu có sự ít nhiều, nhưng mà cái đó là do nơi vị này tự rút thăm, không có kêu ca ai được hết, không thể kêu ai được, ngay cả mình là trụ trì cũng rút thăm luôn. Cho nên có khi thưa quý vị, mình cũng rút thăm nhằm những cái lợi lộc mà nó không có giá trị, cũng mỉm cười thôi, đâu có sao đâu. Rồi lễ dân y đến quý vị, thưa quý vị, người ta cúng dường nhiều lợi lộc, thì bây giờ bắt đầu chư tăng hợp nhau lại, sắp xếp ở trong chùa bao nhiêu vị nhập hạ, bao nhiêu tỳ kheo, bao nhiêu sa di, bao nhiêu tu nữ, gom lại tính được bao nhiêu đó mới phân đồng ra. Sau khi phân ra rồi để bắt thăm, tất nhiên theo luật thì cái việc mà lễ dân y lợi lộc phát sanh trong cái mùa dân y cách thế ná, cái đó là chỉ có tỳ kheo ăn cư ký hạ mới được hưởng. Nhưng mà ở đây vẫn bắt thăm đều cho các vị sa di ở trong chùa. Khi mà chư tăng bắt thăm xong rồi, vị nào có tâm quan hỷ chia phần cho các vị tu nữ trong chùa thì cũng được. Cái đó gọi là cộng hưởng,
cộng hưởng lợi lộc. Thì thưa quý vị, cái quan trọng nhất á, là chúng ta đừng có ở thủ đắc lợi lộc riêng cho mình mà chúng ta không có chia sớt người khác. Còn khi mà chúng ta có được cái hảo ý là lợi lộc này phát sanh đến ta, nhưng mà ta sẽ đem chia đều cho các bạn đồng phạm hạnh, các vị sư ở trong chùa, thì như vậy cũng tốt thưa quý vị. Cái đó là do mình tự nguyện chỉ, tự sắp đặt. Nhưng mà chúng tôi nói có hai cách. Một là rút thăm tùy theo cái phước phần của vị đó có hay không có rút thăm ít hay nhiều. Còn hai là mình sắp đặt phân đều với nhau, nhưng mà phân đều với nhau cũng bắt thăm nữa, chứ không có sắp xếp vị lớn được nhiều, vị nhỏ thì được ít. Trừ khi là ở trong chùa chư tăng Appalavadakamma, tức là có cái sự thỏa thuận với nhau rằng lợi lộc là phát sanh như thế này, thì chúng ta nên dành phần cho cái vị sư cả trong chùa cái phần nào đó đặc biệt, hay là vị hòa thượng thầy của ta một cái phần đặc biệt, thì cái đó là do nơi chư tăng quyết định. Thì như vậy sống hòa hợp thứ gì, cái đó là cách mà phân chia lợi lộc mà theo luật. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua một vài điều về cái câu thảo luận số 2 này. Nam mô Bổn Thầy. Hôm nay quý vị nghe có trục trặc không? Nhờ vậy tốt quá, không có trục trặc. Xin kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Bên thưa tôi từ xưa phiền thưa tôi trả lời một câu, rồi sau câu này thưa tôi từ xưa đi nghỉ. Khi mà chúng ta nói về giới hòa đồng tu thì chúng ta thấy có hai trường hợp. Ở tại các quốc gia Phật giáo đó thì người ta hay đặt vấn đề là các ngôi chùa, ví dụ chùa Phật Nam hay là một ngôi chùa của người Sitaku ở biển chẳng hạn, những ngôi chùa đó phải có cái đồng bộ với nhau, tức là chư tăng phải mặc y cùng màu. Không phải giống như Việt Nam, ông chùa ba bốn vị mặc ba bốn màu khác nhau, tất cả chúng ta phòng y cùng màu. Hay là cạo tóc phải cùng ngày, trước ngày, ở trong ngày Bồ Tát cạo tóc, chứ không phải ai thích cạo khi nào thì cạo. Hoặc giả là đi dép cùng kiểu. Mà ở bên Tây Lan còn có chuyện là chư tăng phải cùng một loại dù. Dù ở đây không phải là cái dù thường như mình, mà dù dùng cái lá thuốc đốt để mà làm dù chẳng hạn. Thì trường hợp này là trường hợp rất là phổ thông tại các quốc gia Phật giáo Nam Tông, là các chùa phải đòi hỏi. Ví dụ nếu mà mình ở chùa Bắc Nam, mà chư tăng chùa Bắc Nam mặc y màu đó, mình mặc y màu khác là mình bị la rầy, thậm chí bị đuổi ra khỏi chùa. Cái đó có gọi là giới hòa đồng tu không? Và bây giờ đó một số các thiền viện thì họ áp dụng cái thanh quy cho tất cả chư tăng, thì tu sa di, tu nữ, nam cư sĩ và người nữ cư sĩ chung một loại giới. Giới đó là gì? Đó là họ đưa ra cái thanh quy là bát quan trai giới, không có sát sanh, không có trộm cắp, không có quan hệ nam nữ, không có nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không múa hát nhạc kịch, không xem múa hát thưởng thức ca vũ nhạc kịch, rồi không có trang sức, không nằm ngồi chỗ cao sang, v.v. Thì xem cái bát quan trai giới là những cái thanh quy ở trong tất cả các tu viện, thiền viện, ví dụ Amaravati bên Anh chẳng hạn, mỗi người vào sống mà nếu ai vi phạm vào những cái thanh quy của bác quan trai giới ấy, thì không được ở chùa. Thì bên thưa tôi xin những quy định đó có gọi là giới hòa không? Ở đây chúng ta có hai trường hợp của chư tăng ở các quốc gia Phật giáo và trường hợp các tu viện, thì rất là mong được nghe ý kiến của thưa tôi xin.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị Phật tử, chúng ta cần phải phân biệt giữa cái trường hợp giới luật và cái nội quy. Hai cái đó nó khác nhau. Giới luật là những cái điều mà Đức Thế Tôn Ngài đã quy định chung cho toàn thể chư tỳ kheo, chư sa di ở trong giáo pháp này phải thực hành theo như vậy. Thì dù cho ở xứ nào, ở đâu, miễn là tỳ kheo sa di thì cũng phải giữ giới như thế đó. Cái giới này nó mới gọi là Samadhi Sanvatthanikani Silani, tức là cái giới mà dẫn đến thiền định đó. Ở trong kinh Đức Phật Ngài dùng cái từ đó, cái giới mà dẫn đến thiền định. Thì cái giới đó là Tatharupesu Silesu Silasa Manya Gato Viharati. Thì cái đó là một cái điều bắt buộc. Và suốt cuộc đời xuất gia tu tập là vị tỳ kheo hay vị sa di phải giữ giới như vậy cho đến trọn đời và ở bất cứ nơi nào. Còn trường hợp nội quy là chúng ta nhập gia tùy tục, đáo xứ tùy nhân. Có nghĩa là chúng ta đến nhà người ta phải tùy theo cái tục lệ ở nhà người ta như thế nào, mình phải sống cho nó hòa đồng. Đáo xứ tùy nhân, chúng ta đi đến xứ sở nào tùy theo cái người dân bản xứ ở sinh hoạt ra sao thì mình cũng phải bắt chước sinh hoạt như vậy để cho có sự hòa đồng. Hễ mình đi đến cái trung tâm thiền này mà trong thiền nó có nội quy như thế nào thì chúng ta giữ như vậy. Cái cách mà chúng ta đáo xứ tùy nhân, nhập gia tùy tục đó, thì cái này không phải là giới hòa đồng tu, không phải là giới hòa đồng tu. Chúng ta cần phải phân biệt rõ như vậy. Nhưng cũng tốt là bởi vì khi chúng ta đến ở nơi đó mà chúng ta tu thiền, người ta muốn cho cái sự sinh hoạt nó có trật tự ngăn nắp và nhìn vào thấy nó đẹp, bởi vì hàng trăm vị thiền sinh và trong khi đó đủ thứ màu sắc hết. Mặc dù Đức Phật này cho phép mặc y màu này màu kia, nhưng mà hễ ở chỗ cái trường thiền này, cái vị hòa thượng thiền sư cao nhất, vị đó quy định, ấn định là chúng toàn thể chúng ta ở đây đều phải mặc hòa hợp một màu, thì chúng ta cũng phải nên đi theo. Nhưng mà chúng ta cần phải biết cái đó không gọi là giới hòa đồng tu, không phải là giới hòa đồng tu theo trong ý nghĩa mà Đức Phật đã dạy. Bởi vì chúng ta đã có cái giới hòa đồng tu của chúng ta là thành tựu về cái sa môn giới, cái giới mà đem đến dẫn đến thiền định rồi. Còn cái vấn đề mà chúng ta đi đến mà chúng ta chấp hành cái nội quy để chúng ta có đủ điều kiện hợp lệ mà chúng ta cộng trú với mọi người không có bị chổi, thì trong trường hợp chúng ta cũng phải áp dụng thôi. Thì tất nhiên cái gì mà chúng ta làm hòa đồng với mọi người thì nó sẽ đưa đến cho chúng ta một cái sự an vui, một cái sự hòa hợp. Để chúng ta cần phải phân biệt hai cái sự kiện đó như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Bạch thưa Phật tử siêu, thật ra rất là phiền chúng ta đó.
chúng tôi đã trả lời nhiều rồi, nhưng mà chúng tôi trả lời câu cuối cùng rồi, xin thầy đi nghỉ. Tại vì thật ra đáng lẽ là chúng ta bước qua phần thông tin về đại dịch, nhưng mà điều này rất là quan trọng. Bây giờ thực sự ở đây chúng ta nói về cái có cái tri kiến của vị Sa môn đó, nhưng mà mình biết Phật pháp là mênh mông lắm, ngay cả pháp học, pháp hành, pháp thành, lĩnh vực nào nó cũng nhiều, cũng rộng lắm. Nhưng mà ví dụ như mình cùng vào tu, như hai huynh đệ mình vào tu cùng một thầy, mình có một số cái chia sẻ giống nhau, nhưng mà chư tăng nhiều chùa, nhiều thầy khác nhau, thì chúng ta có thể là nói là ô, có một số những cái kiến thức căn bản, và cái căn bản đó nó là phổ quát, là ai cũng phải có, ai cũng phải hiểu hết. Nói về Phật pháp, Thượng Tọa có nghĩ như vậy không, hay là điều này nó có vẻ như rất là khó để chúng ta đưa ra một cái chừng mực, đưa ra một cái giới hạn rõ ràng? Thì tôi có nghĩ là có số kiến thức nào đó mà tất cả chúng ta đều phải chia sẻ với nhau không? Cái thỉnh thường đó. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Ở trong chú giải bài kinh này đó, và nói đến sáu cái pháp, trong cái sáu cái pháp bà kính mà Đức Phật đã dạy cho tôn giả Năng Đa ở đây đó, thì những cái pháp kia đó là các nhà chú giải, các ngài đã giải thích, đã được nhắc đến ở trong cái bài kinh này, bài kinh kia rồi. Như là ở trong cái bài kinh Kosambiya Sutta, Kosambiya Sutta, tức là kinh Kosambi, và kinh ở tại Kosambi có nói đến. Nhưng riêng về Imasmin Sutte, tức là riêng về trong bài kinh này đó, Sotapatti Phala Samadhi Vutati Vedittappa, tức là cần phải hiểu chữ thành tựu tri kiến để có hòa hợp ở đây là cái chánh kiến của bậc tu đồ quần. Chánh kiến của bậc tu đồ quần, quý vị thấy ghê gớm. Bởi vì phàm phu của chúng ta đó, nói kiến hoài chứ thật sự ra học kinh điển, mặc dù nói học tâm tạng, pháp sư tâm tạng, mà còn tranh cãi với nhau kìa, thì làm sao mà được. Nhưng mà nếu cái tri kiến khi mà đã đạt đến vào cái thánh phước, chữ sô tá ở đây tức là dòng hay là lưu, thánh lưu á, chữ apatí tức là tham dự, dự vào, gọi là sô tá apatí là nhập lưu. Khi mà cái chánh tri kiến của cái bậc dập lưu á, thì từ đó trở đi mới gọi là kiến hòa, mới được gọi kiến hòa được. Bởi tại sao vậy? Khi nghe pháp xong, một vị nào đó pháp nhãn ly trần vô cấu khởi sanh cho vị ấy rằng phàm pháp gì dần kinh chí samudaya tham băng, phàm pháp gì có tánh tập khởi sapan tăng niro thăng, thì tất cả pháp ấy đều phải bị quậy diệt. Tức là thấy được cái tính chất vô thường của pháp hữu vi. Như vậy thì rõ ràng ở đây cái tri kiến của bậc thánh mà các vị tỳ kheo phải có căn bản, như là phải biết rõ cái đặc tính của pháp hữu vi là vô thường, khổ não, vô ngã. Đặc tính của niết bàn là tịch tịnh, upasama, phải hiểu vậy. Rồi phải hiểu căn bản về những cái nội dung như là Đức Phật ngài dạy không làm các điều ác, thực hiện các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh,
đó là lời chư Phật dạy. Chúng ta phải hiểu một cách khái quát như thế. Còn những cái chuyện khác về văn tự, nghĩa lý hay từng bộ kinh, từng bài kinh, câu này, chữ nghĩa này, cái bản kinh này, bản kinh Pali cũng là Pali hết, mà bản kinh của Thái Lan thì chỗ này xài cái chữ đó, bộ kinh của Tích Lan thì xài cái chữ đó hơi khác một chút. Ở đó mà tranh cãi với nhau như vậy thì để làm cái gì? Trong khi đó chúng ta cần phải hiểu, một là cái tri kiến, một cái kiến văn, một cái kiến văn căn bản, kiến văn Phật pháp cơ bản là phải biết. Thứ hai, đặc biệt là phải thành tựu được cái chánh kiến của bậc dự lưu. Thì như vậy cái chữ và gọi là thành tựu tri kiến sa môn là ý nghĩa là như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, kính thưa Thượng tọa Thầy Sư, bây giờ Thượng tọa Thầy Sư đi nghỉ. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật học Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính tuyên chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Và mong rằng cho dù ở bất cứ nơi nào, ở hoàn cảnh nào, xin chư tăng và quý Phật tử cố gắng cẩn thận. Ở trong đại dịch chúng ta không thể tránh mạng, đại dịch vẫn còn đang lây lan, chưa có thuốc để phòng chống cũng như là trị liệu. Do đó ở trong mọi trường hợp quý ngài và quý vị cẩn thận. Xin hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thay. Con từ mẫn xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân quý chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Pháp kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc quý chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy. Pháp tâm hoan hỷ bao truyền
hàng trăm nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phúc quả trị nhân sa phan su lang ca lang ra khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu ta ve na so ti hon tu ni ron ta lang ho tu sa phan su mang ca lang ra khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu ta ve na so ti hon tu ni ron ta lang ho tu sa phan su mang ca lang ra khan tu sa pa devata sapa sankaruva vena sote hondu yeron sarang viên công đức đã làm kiếp kiếp làm giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niệm thành chân giác. Sinh hoạt hôm nay đến đây là kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Bú Thá Thầm Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào, tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Dạ em cảm ơn sinh nhật Quỳnh nha. Chúc xin an lành.